Thưa bà con, rất vui được gặp lại bà con trên cái buổi livestream ngày hôm nay. Thông thường vào cái buổi livestream của chúng tôi thường vào lúc 20 giờ từ thứ ba, thứ năm và thứ bảy. 20 giờ của 3 buổi trong tuần, thứ ba, thứ năm và thứ bảy. Nhưng hôm nay vào thứ bảy cho nên tôi livestream vào buổi trưa. Thì cái buổi trưa ở đây với cái mục đích là để dành buổi tối cho bà con, dành cho người thân, có thể là đi chơi thăm bạn bè, hoặc có thể là đi ngoài, ra ngoài trời du lịch vân vân. Vì vậy mà chúng tôi tiến hành livestream vào buổi trưa ngày hôm nay, cho nên mong bà con hết sức thông cảm và cũng mong bà con theo dõi. Và để có được những cái câu hỏi mà chúng tôi giải đáp cho bà con, thì bà con có vướng mắc gì trong quá trình chăn nuôi, cũng như là những khó khăn gì trong quá trình chăn nuôi, trong quá trình khống chế dịch bệnh, thì hãy đặt câu hỏi để cho ban thư ký của chúng tôi tập hợp và đưa cho tôi trả lời. Và như tôi đã nói là cái trình độ công nghệ của tôi kém lắm cho nên là không tự làm được, vì vậy phải phụ thuộc vào ban thư ký, cho nên là cái công việc này nó hơi cồng kềnh một chút, mong bà con thông cảm. Vâng, tôi chuyển sang cái mục thứ nhất, đó là mục đọc báo. Thì trong cái mục đọc báo hôm nay, chúng tôi có lướt qua một số các cái đầu báo, thì thấy có một cái đầu báo của cái bài báo trên cái trang báo của AgriVet nói về cái bệnh ban nước ở lợn. Thì tại sao thì chúng tôi lại bình luận cái bệnh này cho bà con? Bởi vì đối với lợn thì cái bệnh này nó cũng rất giống cái bệnh lở mồm long móng ở lợn. Về triệu chứng lâm sàng thì là rất là giống, nhưng mà cái bản chất thì nó lại khác, cho nên là chúng tôi muốn bàn luận về cái bệnh này. Thế vậy thì cái bệnh ban nước ở lợn nó cũng là do virus gây nên, và cái virus này nó tồn tại ở trong các cái môi trường tự nhiên, và đặc biệt ở trong cái thịt đông lạnh, nó vẫn tồn tại ở trong cái thịt đông lạnh. Và cái hiện tượng mà lợn bị mắc bệnh thì nó sẽ đào thải mầm bệnh ra ngoài môi trường, qua có thể là qua phân, nước tiểu, qua các cái chất thải, qua rãi của lợn. Và khi mà lợn mắc bệnh này thì nó sẽ có những cái biểu hiện, có các cái triệu chứng lâm sàng như sau. Thời gian đung bệnh là từ 1 đến 3 ngày. Và còn nhớ là khi lợn bị mắc bệnh ban nước này thì thời gian đung bệnh là từ 1 đến 3 ngày. Và lợn có biểu hiện sốt cao, mệt mỏi, ủ rũ, giảm ăn hoặc là bỏ ăn. Sau đó thì các cái mụn nước bắt đầu xuất hiện ở vùng miệng, vùng mặt, ở vùng kẽ móng, da kẽ móng và ở vùng vú. Và các cái mụn nước này sau đó vỡ ra, để lại các cái vết loét ở miệng, ở vú, ở kẽ móng, vân vân. Và bệnh thường kéo dài 1 đến 3 tuần, và cái tỷ lệ chết thường rất là ít. Và sau một khoảng thời gian bệnh kéo dài thì lợn tự hồi phục, thì đấy là cái bệnh mà ban nước. Thế vậy thì so với cái bệnh là mồm long móng thì nó có cái khác. Khác ở đây là cái bệnh là mồm long móng thì móng thường bị bong chóc, còn trong trường hợp đây là chỉ có hiện tượng là viêm ở cái da kẽ móng. Vì vậy mà nó cũng có hiện tượng què nhưng không có hiện tượng bong chóc móng. Còn cái biện pháp điều trị và biện pháp khắc phục thì cũng chủ yếu là khắc phục cái tổn thương ở trên vùng da, miệng, ở móng và ở vú, như là bệnh lở mồm long móng. Ví dụ như là dùng các nước quả chua, nước quả chanh, nước quả khế trà sát cái vùng da mà bị tổn thương, sau đó là dùng iodine hoặc povidine bôi vào các vùng da bị tổn thương, thì đấy là để điều trị cái vùng da. Và dùng thuốc trợ sức trợ lực nâng cao sức đề kháng như vitamin C, B1, caffeine và urotropin tiêm cho lợn để nâng cao sức đề kháng và bồi bổ cơ thể.
dùng dùng Satosan hoặc là Catosan. Và để tránh cái hiện tượng bội nhiễm vi khuẩn thì bà con dùng kháng sinh, những kháng sinh có hoạt phổ rộng, ví dụ như là Amoc NA hoặc là Gentamoc NA hoặc là Ampicana, tiêm buổi sáng, còn buổi chiều là dùng chế phẩm có Ceftifur như Cef 5.0, Biocef hoặc Cefket 7510 tiêm buổi chiều. Và với cái phác đồ trên điều trị liên tục từ 5 đến 7 ngày. Và như tôi đã nói là điều trị như vậy, nhưng mà để mà hồi phục được bệnh hoàn toàn thì phải khoảng 2 đến 3 tuần, cho nên bà con không nóng vội được. Thì đấy là tôi chia sẻ cái bệnh ban nước là bệnh mà rất dễ bị nhầm lẫn đối với bệnh lở mồm long móng. Vì vậy mà trên thực tế nhiều người phản ánh là tôi đã tiêm cho lợn cái bệnh vaccine lở mồm long móng thì tại sao nó vẫn xảy ra như vậy? Thì xảy ra đấy là có thể đấy là bệnh ban nước. Thì trả lời có một bạn vâng. Tôi trang chuyển sang cái mục thứ hai, đó là trả lời trực tuyến. Thế về cái trả lời trực tuyến cái câu hỏi thứ nhất của Nguyễn Tâm, không biết là anh là chị, nhưng mà tôi xin đọc là Nguyễn Tâm, cho nên là bà con thông cảm. Có câu hỏi như thế này: thưa giáo sư, gà bị thế này là bệnh gì, xin giáo sư cho cách chữa và trị. Thế vậy thì anh hay chị Nguyễn Tâm chỉ đưa ra cho tôi một cái hình ảnh chụp lên. Thế vậy thì cái hình ảnh này là nó cũng không đặc trưng, và nếu mà tôi xem cụ thể thì có thể có hiện tượng là phù ở cái dưới vùng hầu một chút, phù dưới vùng hầu. Thưa bà con cũng như là thưa Nguyễn Tâm, chúng tôi đã nói rất nhiều là khi mà đưa ra các cái biểu hiện bệnh lý của đàn vật nuôi thì ngoài cái triệu chứng lâm sàng thì cần phải có các cái bệnh tích. Như vậy là hai cái này là phải là tiến hành song song với nhau. Tại sao không tiến hành, tại sao lại vậy? Bởi vì có những trường hợp các bệnh khác nhau thì có triệu chứng lâm sàng giống nhau, cho nên nếu không chi tiết thì chúng tôi không chẩn đoán được. Và trong trường hợp bệnh tích cũng thế, là có trường hợp là bệnh tích rất giống nhau nhưng lại có cái triệu chứng, lại có cái bệnh lại khác nhau, triệu chứng giống nhau nhưng lại bệnh khác nhau. Cho nên để mà các chuyên gia chẩn đoán được chính xác thì bà con chúng ta cần phải đưa vào hai cái vấn đề sau đây. Thứ nhất là các cái biểu hiện, nói rõ các cái biểu hiện lâm sàng, và nếu tốt nhất, nếu mà tốt mà có được thì đưa thêm các cái bệnh tích. Vì vậy mà không nên đưa chỉ bệnh tích không cho các cái chuyên gia thì chúng tôi cũng không có cái cơ sở để cho chẩn đoán. Cho nên chị Tâm hoặc là anh Tâm hãy nói rõ cụ thể các, đây là cái ảnh chúng tôi thấy rồi, nhưng mà nói rõ thêm các cái biểu hiện trên con gà, trên đàn gà như thế nào. Sau đó sẽ phản hồi lại cho tôi và tôi sẽ trả lời ngay trong cái buổi ngày hôm nay. Vâng, tôi xin trả lời các cái câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi thứ hai là của anh Hoàng Nam Ngọc. Lợn mới đẻ được 3 ngày mà kém ăn thì cách khắc phục như thế nào? Thưa anh Ngọc, cái hiện tượng kém ăn ở lợn nó có thể do các cái nguyên nhân sau đây. Thứ nhất là do lợn bị mắc bệnh, hay là bà con thường gọi chung là bị ốm. Thứ hai là có thể là do cái tác động stress, ví dụ như là sau khi mà đẻ, sau quá trình đẻ mà lợn bị yếu và bị suy nhược. Và thứ ba, trong cái giai đoạn thời tiết hiện nay có thể là do nắng nóng gây nên. Cho nên trong trường hợp này anh Ngọc cần phải thực hiện các cái bước sau đây. Bước thứ nhất là tiếp tục theo dõi lợn xem có thêm những cái biểu hiện gì khác thường hay không, thì ghi vào và sau đó sẽ phản ánh cho chúng tôi. Thứ hai là cùng với việc mà theo dõi thêm các cái biểu hiện khác thường trên con lợn thì anh dùng các cái biện pháp sau đây để khắc phục cho lợn. Thứ nhất là trong những ngày nắng nóng phải giữ mát cho lợn, cung cấp nước sạch và cung cấp nước mát
nếu có là dùng các dung dịch điện giải và gluco để cho lợn uống, thì đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là dùng thuốc trợ sức trợ lực, nâng cao sức đề kháng và bồi bổ cơ thể, dùng vitamin C kết hợp B1 kết hợp với caffeine, tiêm cho lợn ngày một lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm, dùng satosan hoặc catosan tiêm cho lợn ngày một lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm, và dùng các loại thuốc sau đây như là điện giải vitamin kết hợp với vitamin tổng hợp, ví dụ như là multivit, supervita hoặc là polyvitamin cùng với vitamin ADE và thuốc giải độc gan thận hòa với nước cho lợn uống tự do. Và như vậy anh tác động liên tục cho lợn từ 5 đến 7 ngày. Đồng thời trong quá trình theo dõi tiếp lợn, nếu mà có các biểu hiện khác thường và bằng cái thuốc mà chúng tôi đưa ra không khắc phục được thì anh cần phải đưa ra hay anh cần phải thực hiện một cái phác đồ điều trị sau đây, ví dụ như lợn sốt hoặc là có hiện tượng là viêm đường sinh dục hoặc là có cái hiện tượng là ở bệnh ở đường hô hấp thì anh dùng cái kháng sinh. Thì kháng sinh ở đây anh dùng những kháng sinh mà có hoạt phổ rộng và ít bị vi khuẩn kháng thuốc. Thì trên thực tế chúng tôi thường tư vấn và chúng tôi theo dõi, anh có thể dùng một trong các loại kháng sinh sau đây. Buổi sáng anh dùng Amoc LA anh tiêm cho lợn. Nếu không có Amoc LA có thể dùng Gentamoc LA hoặc có thể dùng Gentatilo anh tiêm cho lợn vào buổi sáng, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Còn buổi chiều thì anh dùng những chế phẩm có Certifor, ví dụ như là Cep 5.0 hoặc BioCep hoặc là Cep Kết 7510, liều lượng cũng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và với cái phác đồ trên, tức là thuốc trợ sức trợ lực cho uống và các cái vitamin kết hợp với kháng sinh điều trị 5 đến 7 ngày. Câu hỏi tiếp theo là của anh Tuấn Anh, hỏi cách chia khẩu phần ăn cho lợn rừng. Thưa anh, đối với thức ăn trong chăn nuôi, đối với vật nuôi cũng như là gia súc và gia cầm nói riêng, thì trong khẩu phần thức ăn phải đầy đủ các chất dinh dưỡng. Thì các chất dinh dưỡng ở đây là gì? Protein, lipid, khoáng và các cái vitamin. Thế vậy thì khi mà phối chọn thức ăn thì phải có đầy đủ các cái loại thức ăn như sau. Thứ nhất là tinh bột. Thì cái tinh bột ở đây là bột cám gạo, bột cám ngô hoặc là bột sắn. Thì đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là protein. Thì protein đây là bột đậu tương hoặc có thể là bột thịt hoặc có thể là bột bột cá. Thứ ba là khoáng và vitamin thì dùng dưới dạng premix, premix khoáng và premix vitamin. Thế vậy thì cái vấn đề trộn khẩu phần thức ăn anh cần tiến hành trộn như sau. Thứ nhất là bột cám ngô là anh dùng với tỷ lệ 60% so với khẩu phần ăn hàng ngày. Bột cám gạo là 15% hoặc là 18% so với khẩu phần ăn hàng ngày. Bột sắn 8-10%. Và bột đậu tương hoặc là bột cá hoặc là bột thịt, đây là cái protein. Thì tùy theo lứa tuổi của lợn, nếu mà lợn nhỏ thì anh dùng cái tỷ lệ là 18-20%, còn nếu lớn thì dùng 15-18%. Và khoáng cũng như vitamin thì dùng tỷ lệ từ 0.5-1%. Thì đấy là cái tỷ lệ và cái khẩu phần thức ăn cho lợn ăn nói chung và đối với lợn rừng. Thế về đối với lợn rừng thì nó có hãng còn mang cái tính chất hoang dã, vì vậy phải tăng cường cái thức ăn xanh. Thì thức ăn xanh ở đây có thể là các loại rau hoặc có thể là các loại cỏ hoặc có thể là thân cây chuối vân vân. Nhưng cái tỷ lệ rau xanh này anh cần phải lưu ý với cái tỷ lệ vừa phải, chứ không nên lạm dụng cho ăn nhiều. Nếu nhiều thì cái tỷ lệ sơ cao sẽ ảnh hưởng tới cái quá trình tiêu hóa hấp thụ. Câu hỏi tiếp theo là của anh Khắc Hùng. Thuốc sát trùng không gây ảnh hưởng đến gia súc đang mang thai để phun trực tiếp vào chuồng bò hoặc chuồng lợn đang mang thai, loại nào dùng được và loại nào không dùng được? Thưa anh Hùng cũng như thưa bà con, cái sát trùng để sát trùng cho chuồng nuôi để khống chế cái dịch bệnh và diệt cái mầm bệnh trong cái môi trường chăn nuôi, người ta thường sử dụng một số các loại thuốc sát trùng như sau.
ví dụ như là phóc môn, ví dụ như là cờ resin, ví dụ như là vôi bột và ví dụ như là nước vui 20% và một số các loại thuốc sát trùng nữa như iodine 10%, povidin 10%, 2-iodin 10%, antiseptic BKA và bencoxit. Thế vậy thì trong các loại thuốc sát trùng đó thì có các loại thuốc mà ảnh hưởng tới cái vật nuôi như sau, ví dụ như là vôi bột, ví dụ như là nước vôi 20%, ví dụ như là phóc môn, ví dụ như là crazin. Thì vậy những cái loại thuốc đó khi mà phun vào chuồng nuôi thì trong chuồng nuôi không có vật nuôi, tức là phải để vật nuôi ra nơi khác, lúc đó mới sử dụng các cái thuốc sát trùng chúng tôi vừa nêu ở trên. Vì sao? Vì nó ảnh hưởng rất lớn tới cái trạng thái của con vật, và trong trường hợp mà tác động trực tiếp thì sẽ có thể gây nên hiện tượng trúng độc và gây nên hiện tượng xảy thai. Thế còn những loại thuốc mà có tác dụng vừa có tác dụng sát trùng nhưng không gây độc cho vật nuôi như là iodine 10%, povidin 10%, antisep BKA hoặc là bencoxit, thì những loại thuốc này phun trực tiếp vào vật nuôi được, nhưng chú ý không phun trực tiếp vào vùng mặt, còn phun lên các thân của vật nuôi và phun vào chuồng nuôi khi vật nuôi vẫn còn ở trong chuồng mà không ảnh hưởng tới cái trạng thái sức khỏe của vật nuôi. Vâng, xin bà con tiếp tục đưa ra những câu hỏi để cho thư ký của chúng tôi tập hợp và chúng tôi trả lời cho bà con. Lại có một câu hỏi tiếp sau đây của anh Nguyễn Khắc Trung. Anh Trung có đưa ra câu hỏi như sau. Dạ thưa thầy, khi em đi thực tập có câu hỏi của chủ trại lợn là như sau: lợn con từ 9 đến 7 ngày tuổi bị tiêu chảy phân vàng, sau 3 đến 4 ngày là khỏi, dùng nhiều vaccine đưa mẫu đi thử cũng không ra lý do gì, em xin tư vấn của thầy. Thưa anh, đây là cái hiện tượng rối loạn tiêu hóa. Tôi nói một cái khác là viêm ruột tiêu chảy nó có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do rối loạn tiêu hóa. Thế vậy cái rối loạn tiêu hóa đây là gì? Do cái thức ăn kém phẩm chất, hoặc là những thức ăn mà không đủ các chất dinh dưỡng, hoặc là những thức ăn có thể bị ôi mốc vân vân. Thì những thức ăn này khi mà vào trong cơ thể do bị kém phẩm chất như vậy thì cái quá trình hấp thu không được, hoặc là hấp thu rất kém. Mà khi hấp thu rất kém thì những thức ăn còn thừa đọng lại ở trong đường tiêu hóa nó sẽ gây tăng tiết dịch ruột, tăng tiết dịch tiêu hóa và tăng cái nhu động ruột và gây nên cái hiện tượng tiêu chảy. Thế vậy thì hiện tượng tiêu chảy đây người ta gọi là rối loạn tiêu hóa. Và trên thực tế đối với lợn con, như chúng tôi đã dạy các em sinh viên, hoặc là có thể là em cũng đã học, thì trong trường hợp là bệnh lợn con tiêu chảy phân trắng, chúng tôi còn nói khi mà chỉ có rối loạn tiêu hóa thì không cần phải dùng thuốc kháng sinh gì cả, chỉ cần dùng nước lá chát, ví dụ như là nước lá ổi, ví dụ như là nước búp xim, hoặc là trong một số trường hợp địa phương, một số người dân người ta có thể dùng một số các loại lá, ví dụ như là cho lợn mẹ ăn các lá sung, hoặc là cho lợn mẹ là ăn các cái cây rửa nước ở vùng nông thôn. Hồi xưa là ở các cái rãnh mương ấy, có các cây rửa nước, thì là người ta lấy cây rửa nước người ta rửa sạch xong cho lợn mẹ ăn, xong đó lợn con bú thì nó khỏi bệnh. Thì đấy là trong trường hợp mà rối loạn tiêu hóa. Thế vậy thì trong trường hợp rối loạn tiêu hóa thì anh lấy mẫu phân làm sao mà phân lập được vi khuẩn, ăn gì có vi khuẩn đâu. Nhưng trong trường hợp khi mà rối loạn tiêu hóa đồng thời có kèm theo nhiễm vi khuẩn hay gọi bội nhiễm vi khuẩn, thì vậy là cái bội nhiễm vi khuẩn trên thực tế có 3 loại vi khuẩn hay gây nên cái bệnh viêm ruột tiêu chảy ở gia súc, đó là E. coli, Salmonella và vi khuẩn nhiễm khí Clostridium perfringens. Như vậy là khi mà nhiễm vi khuẩn thì anh lấy mẫu thì anh mới xác định được đó là cái mầm bệnh gì. Thế vậy thì trong trường hợp mà đã nhiễm vi khuẩn thì bắt buộc phải dùng thuốc kháng sinh.
Tôi lấy ví dụ như nếu mà do nhiễm E. coli và Salmonella thì cái kháng sinh đặc trị hiện nay đó là chlorpheniicol, thiamphenicol và enzofloc. Còn vi khuẩn yếm khí thì phải dùng là amoc và gì ampicillin thì mới có hiệu quả. Thì nhá, thì đấy là em cần lưu ý cái giải thích như vậy, và có thể là em sẽ giải thích đối với chủ trang trại như vậy nhá. Vâng, cảm ơn em. Vâng. À, có một câu hỏi mà trên cái điện thoại đây là anh Thúy ở Hòa Bình có hỏi mua giống gà giống về đã tiêm rách vẫn bị lại, nhiều người nói là do chất lượng vaccine, nhưng cái này người chăn nuôi không khó kiểm soát, vậy làm sao được? Thưa anh Thúy, cái việc mà bệnh ma rách, bệnh ma rách thì tôi nói với anh như thế này, cái hiện tượng mà xảy ra bệnh ma rách xảy ra lại đấy, thì nó có hai cái lý do sau đây. Lý do thứ nhất là cái chất lượng vaccine, cái lý do thứ hai là do cái tác động vaccine hay là kỹ thuật tác động vaccine. Thế vậy để cái chất lượng vaccine và cái tác động vaccine, đặc biệt là cái việc mà giải đông vaccine đối với bệnh ma rách là hết sức khó khăn, mà phải có người có trình độ và có kỹ thuật cao thì mới giải đông được, thì nó mới không ảnh hưởng tới cái chất lượng vaccine. Do vậy mà cái vaccine ma rách hầu hết là các nhà chuyên môn, những người cung cấp vaccine phải đến tận cái khu vực ấp hoặc là cái khu vực cung cấp giống tác động cho bà con, chứ tự bà con không thể tác động được cái vaccine ma rách. Thì đấy, thế vậy thì cái việc mà tác động của các nhà chuyên môn tới cái, cụ thể tới các cái loại ấp thì nó hoàn toàn là tốt, hoàn toàn là an tâm. Thì cái chất lượng vaccine và cái tác động vaccine ở đây thì theo tôi là không có ảnh hưởng gì cả. Còn cái trường hợp thứ hai là mặc dù đã tác động vaccine rồi thì nó bị lại, thì trường hợp ở đây là do thế này, là do cái chất lượng còn giống. Thế vậy thì cái bệnh ma rách nó có cái hiện tượng là lây hiện tượng lây trực tiếp và có hiện tượng là lây có hiện tượng là truyền ngang và truyền dọc. Đó. Thế vậy cái trong trường hợp đây là cái hiện tượng là lây nhiễm truyền dọc, tức là gì, đàn bố mẹ đã bị nhiễm ma rách, anh xem nhá, đàn bố mẹ đã bị nhiễm ma rách và khi đó đẻ ra trứng thì trong trứng đã có gì nhiễm ma rách rồi, cho nên khi nở ra thì cái đàn con đã bị nhiễm ma rách. Cho nên mặc dù anh tác động vaccine đi chăng nữa, nhưng mà cái đàn con đó bị nhiễm ma rách rồi thì làm sao mà nó khống chế được. Do vậy cái hiện tượng ở đây đó là cái hiện tượng mà truyền dọc, hay nói một cái khác là do đàn bố mẹ bị nhiễm ma rách mà có cái hiện tượng như anh nêu, tức là đã tiêm vaccine ma rách nhưng vẫn có gà vẫn bị mắc bệnh ma rách là lý do như vậy. Tôi xin trả lời câu hỏi tiếp theo của anh Nguyễn Tâm. Thưa giáo sư, em có nghe nói thuốc sát trùng nano bạc, em không biết có tốt hay không, em xin tư vấn của giáo sư. Vâng, không phải là những thuốc sát trùng đâu, mà còn có rất nhiều các cái loại thuốc khác, ví dụ như các loại thuốc kháng sinh hoặc là những cái loại thuốc bổ vân vân. Cái nano ở đây ấy, là cái công nghệ nha, công nghệ là công nghệ nano, tức là gì, cái công nghệ này nó là làm cho các cái thành phần của thuốc khi mà được đưa vào trong cơ thể nó tác động rất sâu và tác động rất lớn tới cái cơ thể cũng như là tới các cái khí quan ở trong cơ thể, và chính vì vậy mà nó có cái hiệu quả rất là cao. Thì hiệu quả đây như vậy là hiệu quả điều trị bệnh này, hiệu quả phòng sát trùng cao vân vân. Cho nên trên thực tế hiện nay để nâng cao cái hiệu quả của thuốc thì người ta dùng cái công nghệ, nhớ nhé, đây là nano, đây người ta nói là về công nghệ chứ không phải là
thuốc nano nha. Người ta sử dụng công nghệ nano, tức là cái công nghệ phân tử, đúng không? Công nghệ phân tử để cho cái thuốc ấy nó có cái dạng nhỏ nhất, và khi mà ở cái dạng nhỏ nhất thì nó sẽ tác động sâu và tác động triệt để tới các cái tổ chức mô bào trong cơ thể để mà tiêu diệt mầm bệnh, hoặc là tổ chức mô bào trong cơ thể để hấp thu được tốt và nâng cao được cái hiệu quả của thuốc. Tôi nhắc lại, đây nano đây tức là dùng công nghệ nano để chế các cái thuốc đó, để sản xuất ra cái thuốc đó, chứ không phải là thuốc nano. Vâng, xin chào anh. Vậy bà con tiếp tục đưa ra những câu hỏi để cho ban thư ký của chúng tôi tập hợp và sẽ đưa cho tôi, và tôi sẽ trả lời cho bà con với một cái thời lượng có một tiếng. Nhưng nếu mà bà con chúng ta đưa càng nhiều câu hỏi thì chúng tôi sẽ tư vấn cho bà con để mà giải quyết được những cái khó khăn cũng như là những cái vướng mắc trong quá trình chăn nuôi. Cho nên là cái sự tương tác của tôi cũng như bà con càng nhiều càng tốt, với cái thời gian ngắn như vậy nhưng mà càng nhiều càng tốt, để mà giúp cho quá trình chăn nuôi của bà con có cái hiệu quả trong quá trình chăn nuôi cao. Vâng, thì em xem là bà con tác động nào. Rồi, vâng. Trường hợp nữa đó là anh Linh, anh Lịch à? Vâng, anh Lịch có đưa câu hỏi. Dạ thưa thầy, nhà em có một con lợn nái đang có chửa lứa đầu, còn chục ngày nữa thì đẻ, và hai chân hôm nay bị yếu, hai chân sau kém ăn. Em đã tiêm canxi, magie và thuốc bổ nhưng chưa khỏi, thầy tư vấn giúp. Thưa anh, đối với nái đang mang thai hoặc là nái đang nuôi con, thường có cái hiện tượng là thiếu chất khoáng. Thiếu chất khoáng đó là thiếu canxi và thiếu phốt pho, đồng thời thiếu cả vitamin D. Thế vậy thì khi mà thiếu khoáng thì sẽ gây nên cái hiện tượng mềm xương hoặc là sốt xương, và khi xương bị mềm hoặc là bị sốt thì sẽ gây nên cái hiện tượng què, hiện tượng bị liệt và hiện tượng chân xương dễ gãy. Vì vậy đối với người đấy, người lớn thì người ta gọi là hiện tượng là mềm xương hoặc là sốt xương, còn đối với trẻ em thì cũng ảnh hưởng tới xương nhưng mà người ta gọi đó là bệnh còi xương. Thế vậy thì hai cái bệnh này nó cùng một triệu chứng, nó cùng một bản chất nhưng nó lại khác nhau về cơ chế. Đối với bệnh mềm xương là do thiếu canxi, phốt pho và vitamin D mà ảnh hưởng tới quá trình cốt hóa đồ xương, do vậy là làm cho xương bị biến dạng và con vật bị què, bị liệt. Còn trong trường hợp mà mềm xương tức là gì, do thiếu canxi và thiếu chất khoáng ở máu, cho nên cái lượng canxi ở trong tủy xương phải huy động ra máu. Huy động ra máu để làm gì? Để tạo cái khung xương cho bào thai, hoặc là đang nuôi con thì để tạo ra sữa, canxi ở sữa để cho con bú. Vì vậy mà sẽ gây nên hiện tượng xốp xương mà xương dễ bị gãy là như vậy. Trong trường hợp này thì anh cần phải tiến hành sau đây. Bước thứ nhất là phải bổ sung perimic khoáng, vitamin A, D, E. Nhớ nhé, perimic khoáng nhưng phải bổ sung thêm vitamin A, D, E vào trong khẩu phần thức ăn, và cho con nái ăn liên tục từ 10 đến 15 ngày. Thì đây là có tính chất là hỗ trợ thôi. Còn để mà hồi phục được nhanh ý, thì anh cần phải dùng gluconat canxi. Tôi nhắc lại, phải dùng gluconat canxi 10% hoặc là canxi clorua 10%. Hai loại này, một trong hai loại này phải tiêm trực tiếp vào tĩnh mạch thì mới hồi phục nhanh. Chứ còn như cái thuốc anh nêu là canxi magie thì tiêm bắp thì cái hồi phục cũng rất là chậm. Cho nên anh sẽ tìm gluconat canxi 10% hoặc canxi clorua 10%. Anh tiêm chậm vào tĩnh mạch, thì đối với nái thì anh tiêm vào tĩnh mạch tai thì tiêm rất đơn giản thôi, và tùy theo cái trọng lượng. Nhưng trên thực tế là anh dùng ít nhất là một ngày phải 30 ml, tức là 30 cc đấy nha.
tiêm chậm vào tĩnh mạch tai. Và nếu anh tác động một trong hai loại này thì nó có tác dụng là rất là tốt và rất là nhanh khỏi. Đồng thời anh dùng thêm các cái thuốc bổ nữa, đó là vitamin C kết hợp B1 kết hợp với caffeine, anh tiêm bắp, và dùng điện giải glucagon kết hợp với multivit, tức là super vita hoặc là polyvitamin, anh hòa với nước cho nái uống tự do. Và với cái pháp đồ mà tôi vừa nêu trên thì anh điều trị liên tục 5 đến 7 ngày và đảm bảo với anh là sẽ hồi phục được cái con nái này. Thì còn trong trường hợp mà những con nái mà không mang thai thì để cho nhanh khỏi thì chúng tôi còn sử dụng cái thuốc mà tăng cường trương lực cơ, đó là vitamin B1 kết hợp với strychnine. Nhưng trong trường hợp nái mà chưa đẻ, nếu tiêm strychnine vào thì con nái nó sẽ bị xảy thai, cho nên không dùng trong trường hợp này. Vì vậy mà cái việc mà bệnh điều trị bệnh cái thời gian nó sẽ dài hơn so với các trường hợp khác. Vâng, xin bà con tiếp tục đưa ra những câu hỏi để cho ban thư ký của chúng tôi sẽ tập hợp và đưa ra để chúng tôi trả lời các câu hỏi của bà con. Vâng, lại có một câu hỏi đưa ra như sau. Anh Thành ở Hòa Bình có hỏi: thỏ bị tiêu chảy 10 ngày rồi chết rất là nhiều, em đã cho uống Ecoli khỏi rồi lại bị lại. Và trong trường hợp này, theo tôi là thỏ bị mắc bệnh viêm ruột tiêu chảy do nhiễm khuẩn kết hợp với cầu trùng. Cho nên là nếu anh chỉ điều trị nhiễm khuẩn mà anh không kết hợp với cầu trùng thì cái hiệu quả nó sẽ không cao. Vì vậy để khắc phục cái hiện tượng này thì anh cần tiến hành các cái bước sau đây. Bước thứ nhất là anh điều chỉnh lại khẩu phần thức ăn. Thì vậy điều chỉnh lại khẩu phần thức ăn ở đây là gì? Là anh dùng các cái loại thức ăn sau đây. Ví dụ như là lá ổi, ví dụ như là chè, lá chè xanh, hoặc là lá các cái cây thức ăn xanh anh phải phơi tái. Và nếu có, tốt nhất anh dùng cái lá mơ lông để cho thỏ ăn là tốt nhất. Đồng thời là dùng nước tỏi cho thỏ uống. Thì nước tỏi anh có thể pha là 100g tỏi anh giã nhỏ, pha với 10 lít nước, anh gạn lên nước trong cho thỏ uống tự do. Thì nó cũng có tác dụng tiêu diệt cái ấu trùng agatinoid, cái oxit của cầu trùng rất là tốt. Và đồng thời anh dùng các cái loại thuốc sau đây. Nếu mà thỏ lớn thì anh tiêm, hoặc là nếu mà thỏ nhỏ thì anh có thể là anh hòa cái nước cụ thể sau đây. Enzo Flop Flop hoặc là Tiam Vinicol. Hoặc là Quinonai. Một trong các loại thuốc đó anh tiêm, thế còn anh cho uống thì anh dùng Biceptone. Cùng với thuốc điều trị cầu trùng như là Diclacop hoặc là Procop. Và thuốc trợ sức khỏe lực, điện giải, vitamin cùng với vitamin tổng hợp. Và với men tiêu hóa. Đây, thì anh sử dụng một cái phác đồ điều trị như sau. Thứ nhất là anh dùng thuốc để diệt cái vi khuẩn gây viêm ruột tiêu chảy. Thì thuốc là diệt vi khuẩn gây viêm ruột tiêu chảy anh dùng như sau, như dùng Enzoflox hoặc là Thiamphenicol hoặc là Chlorphenicol hoặc là Quinola. Một trong bốn loại thuốc này anh tiêm cho thỏ ngày một lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Còn buổi chiều thì anh dùng hai loại thuốc như sau, đó là dùng thuốc điều trị cầu trùng
như là Diclacop hoặc là Procop hoặc là những chế phẩm có Tuncha Rosin cùng với thuốc mà tác động ngay ở ruột cũng gây diệt ký vi khuẩn gây tiêu chảy, đó là Biceptol. Thì nhắc lại là cái Biceptol này cũng có tác dụng rất là tốt nha. Anh hòa với nước cho thỏ uống nhiều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Còn để trợ sức trợ lực là dùng điện giải glucocase kết hợp với multivit, tức là vitamin tổng hợp, và kết hợp với ADE. Anh hòa với nước cho thỏ uống tự do thì vừa bổ sung nước và bổ sung chất điện giải, đồng thời dùng men tiêu hóa để tăng cường quá trình tiêu hóa hấp thu và cân bằng cái hệ vi khuẩn trong đường ruột. Với phác đồ trên, anh điều trị liên tục từ 5 đến 7 ngày sẽ khắc phục được cái hiện tượng trên đàn thỏ như anh mô tả. Chúc anh xử lý thành công. Vâng, tôi xin tiếp tục trả lời hai câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi thứ nhất đó là Đỗ Nguyệt Trinh, lợn bị đau mắt như kiểu đau mắt đỏ ở người thì cách khắc phục như thế nào? Em nuôi với quy mô là 150 con trên một chuồng. Thế này, như vậy là cái lượng mà lợn lớn như vậy mà anh chị nuôi như vậy thì cái mật độ nó thì quá cao, và khi mà mật độ quá cao thì cái chất thải nó cũng quá lớn, và khi mà chất thải quá lớn mà dọn vệ sinh mà không được tốt thì nó sẽ bị ô nhiễm môi trường, mà khi ô nhiễm môi trường thì nó sản sinh ra mấy cái khí độc trong chuồng nuôi sau đây: NH3, H2S, và chính những cái khí độc này nó kích ứng rất mạnh vào niêm mạc mắt, niêm mạc miệng và niêm mạc đường hô hấp. Như vậy thì gây nên hiện tượng là viêm mắt hay là viêm kết mạc, viêm giác mạc. Còn nếu mà tác động vào niêm mạc đường hô hấp gây nên hiện tượng là viêm đường hô hấp, ví dụ như gà thì bị ho khẹt, còn lợn là có hiện tượng là bị viêm phổi và hiện tượng thở khó. Để khắc phục cái hiện tượng này thì theo chúng tôi chị cần phải tiến hành các bước sau đây. Bước thứ nhất là phải giãn mật độ, giãn mật độ lợn ra nha. Chị nhớ là phải giãn mật độ lợn ra chứ không để với một lượng quá lớn như thế này. Thứ hai là phải vệ sinh chuồng lợn sạch sẽ, tức là hàng ngày phải dọn các chất thải, đây có thể là phân, nước tiểu hoặc là các thức ăn thừa hoặc là một số các loại hữu cơ khác, phải dọn sạch, và chuồng nuôi phải luôn khô ráo sạch sẽ, dùng thuốc sát trùng để tẩy uế chuồng nuôi và tẩy uế môi trường xung quanh. Thì đấy là cái bước thứ nhất để xử lý môi trường. Bước thứ hai là tác động vào mắt. Thì trong trường hợp này không biết là có nhiều lợn bị hay không, nhưng nhiều hay là ít không đặt thành vấn đề. Thì việc đầu tiên anh chị dùng cho tôi cái răng tamisin, tôi biết là cái răng tamisin dạng nước. Răng tamisin này, răng tamisin dạng nước nha, nhỏ trực tiếp vào mắt đau của lợn ngày 2 lần nha. Chứ trong trường hợp này là một số người là dùng cái thuốc mỡ và thuốc nhỏ mắt của người không tốt, cứ dùng ngay trực tiếp cái răng tamisin dạng nước, nhớ là phải răng tamisin dạng nước nhỏ vào mắt đau ngày 2 lần nha. Đồng thời là dùng những kháng sinh sau đây để tiêm cho lợn. Thì cái kháng sinh đây có thể là dùng Lancoxin hoặc là có thể dùng Ampicana hoặc có thể là dùng là Gentamicin. Thì một trong ba các loại kháng sinh đây để điều trị toàn thân thì anh dùng chị tiêm một trong ba các loại thuốc này tiêm bắp, và với cái phác đồ trên chị điều trị liên tục 5 đến 7 ngày. Thứ nhất lại là phải vệ sinh môi trường, rồi đồng thời là phải giãn mật độ đàn nuôi và dùng các loại thuốc mà tôi vừa nêu trên thì sẽ khắc phục được cái hiện tượng trên đàn lợn như chị mô tả. Chúc chị xử lý thành công.
Tôi xin trả lời một câu hỏi của anh Trần Tuấn Sang. Lần con với đẻ ra đã thấy hiện tượng tiêu chảy phân vàng, nhão bết ở hậu môn. Em đã xử lý về nhiệt độ, bú sữa đầu, giữ ấm cho lợn con sơ sinh. Em hỏi thầy có nên sử dụng kháng sinh để tiêm hay không? Vâng, thưa anh Tuấn Sang và cũng như thưa bà con, thì cái hiện tượng mà lợn con đang theo mẹ bị viêm ruột tiêu chảy, có thể là phân vàng hoặc có thể là phân trắng vân vân, thì đều là cái hiện tượng là viêm ruột tiêu chảy. Thì như vừa xong tôi nói là cái hiện tượng viêm ruột tiêu chảy nó có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do rối loạn tiêu hóa. Thì trong trường hợp mà lợn con chưa ăn được gì thì đang còn bú mẹ, thì thường có mấy cái nguyên nhân đây, mấy nguyên nhân sau đây gây nên hiện tượng rối loạn tiêu hóa, tức là bị lạnh ẩm, nhiệt độ bị lạnh ẩm. Thứ hai là có thể là môi trường chăn nuôi bị ô nhiễm, lợn con ngậm đầu vú mẹ và đầu vú mẹ là bị bẩn, cho nên cũng gây nên cái hiện tượng là bị rối loạn tiêu hóa vân vân. Và trường hợp thứ hai là bị nhiễm khuẩn. Nhiễm khuẩn đây như đã tôi nói là có thể là do E. coli, có thể là do Salmonella, có thể là do vi khuẩn nhiễm khí, nhưng trên thực tế chủ yếu là E. coli và Salmonella. Còn những vi khuẩn nhiễm khí thường rất là ít và ít khi hiếm gặp. Vì vậy trong trường hợp này thì theo tôi là anh cần xử lý như thế này. Thứ nhất là giữ ấm cho đàn lợn, giữ ấm bằng cách là dùng cái chuồng úm bằng các cái đèn hồng ngoại, nhớ là phải có đèn hồng ngoại nhé, chứ còn chuồng úm mà lại cái đèn thường là không có tác dụng gì cả. Bởi vì sao? Cái tiêu hồng ngoại có tác dụng rất lớn trong cái việc mà điều chỉnh nhiệt, nhưng cái quan trọng nhất là tăng cường quá trình trao đổi chất cục bộ và nó diệt được cái vi khuẩn, vì vậy mà nó kích thích cái sinh trưởng phát triển và hạn chế được cái tiêu chảy phân trắng ở lợn con rất là tốt. Thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phải sử dụng một số các cái loại thuốc sau đây để tăng cường cái quá trình tiêu hóa hấp thu. Cụ thể như là dùng vitamin tổng hợp như là polyvitamin, multivit C hoặc là super vita, đặc biệt là vitamin ADE nhé. ADE thì hai loại này phối hợp với nhau nhỏ cho lợn ngày 2 đến 3 lần. Và thứ ba, trong trường hợp này là cần phải sử dụng kháng sinh, nhưng trong trường hợp này không dùng kháng sinh để tiêm mà dùng kháng sinh để cho uống thôi, hòa với nước cho lợn con uống. Tôi lấy ví dụ như là dùng Ampicoli, tôi viết ở đây cho bà cho anh rõ hơn. Ampicoli hoặc có thể dùng Neotesol, hoặc có thể là dùng Biceptol, hoặc có thể dùng Enzoflux. Đây, thì anh có thể dùng một trong các loại thuốc sau đây cho lợn uống thôi chứ không cần tiêm đối với lợn nhỏ. Một trong bốn loại thuốc như Ampicoli, Neotesol, Biceptol và Enzoflux anh cho lợn uống liên tục 3 đến 5 ngày thì sẽ khắc phục được cái hiện tượng mà lợn con tiêu chảy phân trắng như anh mô tả. Và để mà phòng bệnh tốt nhất là tôi nói rồi là chuồng trại luôn phải sạch sẽ có ráo. Khi mà lợn mới đẻ ra thì dùng kháng thể E. coli cho lợn uống hoặc là tiêm, và dùng chuồng úm cũng như là 3 ngày sau khi sinh là tiêm sắt, đến ngày thứ 10 tiêm lại sắt lần 2. Thì nếu mà anh tác động được như các bước mà như tôi nêu thì sẽ khắc phục và cái hạn chế được rất tốt cái hiện tượng viêm ruột tiêu chảy, hay nói là cái bệnh lợn con tiêu chảy phân trắng trên đàn lợn. Chúc anh xử lý thành công. Vâng, con tiếp tục đưa ra những câu hỏi để ban thư ký tập hợp để tôi trả lời. Có một cái câu hỏi tiếp theo. Để giảm chi phí
trong quá trình chăn nuôi thỏ thương phẩm thì có thể cho thỏ thương phẩm ăn hoàn toàn bằng trà đại và các loại thảo dược giàu dinh dưỡng được không? Nếu được thì em nên cho ăn loại quả nào? Thì câu hỏi này là anh Hiền hỏi. Vâng, thưa anh Hiền, trong quá trình chăn nuôi như nãy tôi nói rồi là thức ăn phải đầy đủ các chất dinh dưỡng, nhớ phải đầy đủ các chất dinh dưỡng, và các chất dinh dưỡng ở đây phải là cân đối. Thế vậy thì cái quá trình tiêu hóa ở thỏ nó khác với các loại vật nuôi khác. Đối với thỏ là tiêu hóa ở manh tràng, và thức ăn ở đây chủ yếu là thức ăn xanh hay là thức ăn rau xanh và thức ăn củ quả. Vì vậy mà chỉ cần sử dụng, nếu mà thỏ thương phẩm thì chỉ cần sử dụng các loại thức ăn xanh mà có giàu chất dinh dưỡng là cũng đã đủ. Thế cái trà đại ở đây chính là cái trà khổng lồ. Cây trà khổng lồ thì cái lá trà khổng lồ này có cái hàm lượng chất dinh dưỡng rất cao, đặc biệt là cái hàm lượng đạm rất là cao, hoặc một số các cái loại khác như là cỏ mần trầu vân vân thì người ta sử dụng cho ăn được. Nhưng tất nhiên là nếu hoàn toàn chỉ là bằng các thức ăn xanh thì cái quá trình nuôi nó sẽ kéo dài, hay nói cách khác là cái tăng trọng phát triển nó sẽ không được tốt và không được nhanh. Cho nên mặc dù là thức ăn xanh có đầy đủ, có giàu chất dinh dưỡng, nhưng vẫn phải một lượng thức ăn tinh, và nhớ cái lượng thức ăn tinh chỉ là một cái phần rất nhỏ. Còn nếu mà đối với thỏ cho nhiều ăn nhiều thức ăn tinh thì cũng là một vấn đề, nhiều khi là còn khi là gây hiện tượng là gây vỡ dạ dày bội thực và chết do thức ăn tinh. Như vậy là anh nên chú ý như vậy. Thì còn các cái loại cỏ như nãy tôi nói rồi, có thể là dùng cái cỏ mình trồng, cỏ đây nó dân dinh dưỡng nó rất cao và nó bền, và nếu có cái trà đại hay là cái trà khổng lồ thì là rất là tốt. Và trong quá trình chăn nuôi, người chăn anh cũng như là người chăn nuôi như tôi đã cần khuyến cáo phải làm thế nào phải giảm được cái chi phí trong quá trình chăn nuôi, tức là anh phải biết được chế biến thức ăn, phải tận dụng các loại thức ăn sẵn có trong tự nhiên để mà giảm chi phí trong quá trình chăn nuôi. Vâng, bà con. Vâng, như vậy là cái phần mà tư vấn trực tuyến sẽ kết thúc ở đây, và xin phép bà con các cái buổi live stream sau chúng tôi sẽ tiếp tục trả lời cho bà con. Và bà con có những câu hỏi về sự vướng mắc cũng như là các cái khó khăn trong quá trình chăn nuôi thì đưa vào các cái câu hỏi trực tuyến, có thể là đưa lên cái trang fanpage hoặc là Facebook cho chúng tôi để thư ký chúng tôi tập hợp, và chúng tôi sẽ trả lời cho buổi sau. Phần cuối cùng hôm nay rất là cảm ơn bà con đã chú ý và ưu ái tới cái chương trình live stream của chúng tôi, và hy vọng là tôi cùng bà con sẽ tương tác nhiều hơn nữa trong các cái buổi live stream để cùng nhau chia sẻ, cùng nhau giải quyết những cái vướng mắc, những cái khó khăn trong quá trình chăn nuôi. Và một lần nữa xin kính chúc bà con có nhiều sức khỏe, và chúc bà con trong quá trình chăn nuôi gặp nhiều thuận lợi, có cái hiệu quả chăn nuôi cao. Trong cái phần cuối cùng là cái phần khuyến cáo, thì trong cái phần khuyến cáo ở đây đặc biệt là trong cái thời gian gần đây mà khi mà chúng tôi theo dõi ở các cái nước lân cận, cụ thể là Trung Quốc, thì cái hiện tượng ngập lụt kéo dài, và khi mà ngập lụt kéo dài thì sẽ dẫn đến cái hậu quả rất lớn, các cái dịch bệnh, không những dịch bệnh của người mà còn dịch bệnh ở gia súc. Thì đối với gia súc, cái hiện tượng dịch bệnh ở đây là đối với là bệnh dịch tả lợn châu Phi,
Thế vậy thì cái bệnh mà như bà con đã biết, cái bệnh dịch tả lợn châu Phi nó thì gây thiệt hại rất lớn đối với đàn lợn, bởi vì chưa có vaccine và cái tính chất lây lan nhanh. Cho nên đối với khu vực phía Bắc của chúng ta trong những tháng gần đây thì sẽ có là mùa lũ lụt và mùa bão. Vì vậy mà nó ảnh hưởng rất lớn tới cái môi trường, và từ cái môi trường đó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cái sức đề kháng của vật nuôi và gây nên những cái bệnh ở vật nuôi. Và đáng chú ý nhất đối với lợn là bệnh dịch tả lợn châu Phi sẽ có thể dễ bùng phát đối với đàn lợn của cái khu vực phía Bắc của chúng ta. Cho nên trong trường hợp này chúng tôi khuyến cáo là trong quá trình chăn nuôi thì bà con cần phải lưu ý chăn nuôi theo cái hướng an toàn sinh học, và đồng thời là phải khống chế cái hiện tượng dịch bệnh bằng cách là ít giao thương giữa các cái lợn ở các cái khu vực khác nhau, đặc biệt là cái khu vực biên giới ở Trung Quốc hoặc là ở một số các nước khác. Đồng thời là phải vệ sinh chuồng nuôi cũng như tăng cường sức đề kháng cho đàn vật nuôi, đặc biệt là đối với đàn lợn, thì hy vọng sẽ khống chế được cái bệnh dịch tả lợn châu Phi trong những cái tháng tới mà có hiện tượng lũ lụt và bão xảy ra. Một lần nữa xin cảm ơn bà con đã chú ý tương tác trong cái quá trình live stream của chúng tôi, và chúc bà con luôn có một sức khỏe và luôn thành công trong chăn nuôi.